từ cái chết sống lại. Kinh Thánh cho biết ngài tiếp tục mà nhắc nhở, dạy dỗ thêm cho các môn đồ của Chúa ở trong 40 ngày nữa. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, ngài ban Đức Thánh Linh đến, Đức Thánh giáng lâm để tiếp tục dạy dỗ nhắc nhở tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa mọi điều. Và xin thưa Đức Thánh Linh nhắc hoài, dạy dỗ hoài cho đến khi Chúa Giêsu chúng ta tái lâm từ trời trở lại. Kinh Thánh cho biết trong những ngày gian nan thử thách, thời kỳ sau rốt, thời kỳ của Đức Thánh Linh, người ta sẽ thấy đói khát về lời của Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ, sự nhắc nhở lời của Chúa hơn là đói khát về bánh và nước. Thánh cho chúng ta biết, chúng ta đã kinh nghiệm hết sức rõ ràng trong những ngày đã qua, thiếu thốn, sự đói khổ, sự khốn khổ nào lớn hơn thuộc thể và tâm linh, đó là sự khốn khó đói khát cho phần tâm linh, phải quan trọng hơn. Hơn là đang ghi chúng ta đói khát về phần bánh và nước. Cảm ơn Chúa, lời Chúa nói tại đây Đức Thánh Linh đến để nhắc cho tôi với cùng anh chị em một thánh của Chúa những gì mà Chúa Giêsu đã phán bảo, đã dạy dỗ. Đức Thánh Linh nhắc chúng ta bằng cách nào thưa quý hội thánh? Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhớ lại những câu kinh thánh, những khúc kinh thánh, nhớ lại những bài thi thiên, những câu chuyện mà Chúa kể trong kinh thánh mà chúng ta đã từng học, từng đọc, từng phụ lòng. Nhắc lại chúng ta ngay cả những lời cầu nguyện của Chúa để cha trên trời cho chính mỗi chúng ta là con của Chúa. Đức Thánh Linh đem chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, đem chúng ta đến với chính Chúa Giêsu. Thì khi chúng ta xoay mình vào lời của Chúa, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta suy gẫm và chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời Cha, rồi chúng ta đối với chính Chúa cứu thế mà đến là chết cho chúng ta. Đó là đem chúng ta đến cái lời Đức Chúa Trời của chính Đức Chúa Trời, chính cứu Chúa của chúng ta. Cái sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh như vậy đã đưa tôi con của Chúa đến cái đức tin, và đức tin này đặt đúng vào đối tượng đó là chính Chúa, lời của Ngài. Và từ đây khi Đức Thánh nhắc chúng ta lời của Chúa, chính Chúa là ổn, thêm lên đức tin của chúng ta, từ đây nó phát sinh ra biết bao nhiêu điều kỳ diệu lạ lùng. Đức tin chúng ta đặt vào Chúa và đặt vào lời của Chúa, và chúng ta hưởng được sự linh nghiệm của điều đó. Nếu không có điều này thì chắc chúng ta không có theo Chúa cho đến bây giờ, có phải vậy không? Vì vậy mà tôi con của Chúa cần có lời của Chúa, cần học tập lời của Chúa để được Đức Thánh Linh nhắc nhở. Cần có những người dân mình cho Chúa để học hỏi lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, sâu nghiệm trong lời của Chúa, để chia sẻ lời của Chúa, để ai nấy phải được sự gây dựng. Và phải ngay cả khi chúng ta yếu đuối, chúng ta bị cám dỗ, làm điều sai trái, chúng ta phạm tội, thì Đức Thánh Linh cũng dùng lời của Chúa để nhắc, để dạy cho chúng ta, cáo trách cho chúng ta, để chúng ta ăn năn tội, biết tội, ăn năn tội. Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở, chúng ta nên cũng dạy dỗ tiếp tục chúng ta trong mọi sự, tận hết sự dạy dỗ các người mọi sự. Trong một lộ khi xưa đã từng học với Chúa Giêsu, bây giờ khi Chúa về trời rồi họ tiếp tục mà học với Chúa Thánh Linh, Thánh Linh nhắc nhở và dạy dỗ họ. Thánh Phaolô khi gặp Chúa Giêsu, ông đã gặp các sứ đồ và học với các sứ đồ. Rồi sau đó ông học với Đức Thánh Linh ở trong đồng vắng mấy năm trời. Các sứ tinh thần học, thậm với cái giáo sư dầu rằng tới 4 năm ở tại viện. Nhưng mà ông phải học với Đức Thánh Linh suốt trong 4 năm đó, và cả cái đời sống chức vụ của họ
chúng tôi là các mục sư truyền đạo, chúng tôi học với Kinh Thánh, học với sách vở, nhưng phải học với Đức Thánh Linh, giáo sư lớn, thần của lễ thật. Con cái của Chúa học với tất cả những người đó, và con cái Chúa cũng phải học với Đức Thánh Linh. Cho nên tôi con của Chúa hôm nay nói rằng mình có thể hiểu biết hết tất cả mọi lẽ thật. Ai nói như thế thì chưa kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và mọi lẽ thật. Nên ai nói rằng biết hết Kinh Thánh rồi, không cần phải học gì nữa cả, thì xin thưa, điều đó chưa thể hiểu biết được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điều quan trọng mà chúng ta lưu ý là tại đây là Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Đặt nền tảng ở đâu? Ở trên những lời mà Chúa Giê-xu đã ban bảo, đã dạy dỗ. Đức Thánh Linh nhắc chúng ta những điều đó. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta tiếp tục và chúng ta kinh nghiệm và sâu nhiệm hơn về những lời đó ở trong đời sống của chúng ta, để biết Chúa ngày càng hơn như chúng ta đang phải biết. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta. Vì vậy mà xin thưa quý vị thánh, chúng ta hết sức thận trọng, suy xét, thử nghiệm mọi sự, mọi điều mà chúng ta nói hay là người khác nói rằng Đức Thánh Linh phán với tôi như thế này, Đức Thánh Linh phán với tôi như thế kia. Chúng ta phải suy xét điều nói đó, điều mà người đó nói, hoặc chúng ta nói là Đức Thánh Linh phán với chúng ta, thì phán với người đó cách này cách khác, là xem coi nó có cái nền tảng của lẽ thật ở trong Kinh Thánh hay không, xem coi nó có đúng như cái điều mà Chúa đã từng dạy dỗ phán bảo hay không, coi chừng nó có thể mâu thuẫn nghịch lại với lẽ thật. Bởi vì có những điều người ta thêm vào trong đó, thêm vào những điều mà Chúa không nói, Chúa không phán, Chúa không dạy. Cho nên thưa với quý vị thánh, có những nhà giải kinh nói như thế này: chúng ta không nhất thiết, hoặc là chúng ta phải đòi hỏi khám phá ra những chân lý mới mới. Vì những lời mà Chúa dạy dỗ chúng ta, Chúa phán bảo chúng ta, đó là chân lý, đó là lẽ thật rồi. Còn nhiều đó thì cũng quá đủ cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần khám phá ra cái ý nghĩa của sự dạy dỗ đó, ý nghĩa của chân lý đó, và chúng ta áp dụng nó vào ở trong đời sống của chúng ta. Đối với đông người thì cũng quá đủ cho chúng ta. Cũng như có nhiều người nói mà mục sư đến một hội thánh cũng là chúng mới. Mục sư Lê Văn Thái thì người dạy chúng tôi cái môn học về kinh nghiệm truyền đạo đó, nói rằng mục sư mới đến hội thánh chỉ cần lật cái tin bản của hội thánh nói ra 3 năm gần đây thôi, những gì quyết định của ban trị sự chấp sự mà chưa làm được thì cứ thi hành đi, thì cái điều đó cũng quá đủ, quá tốt cho mục sư mới đến rồi. Tà giáo là gì? Tôi luôn dạy cái mới, đặt cái sự công an của mình, cái sự khám phá của mình, nói đó là chân lý, đó là lẽ thật. Đặt những sự công an, lý trí của mình ngang bằng những lời phán dạy của Chúa, đặt những sự công an của người đời, những giáo chủ đời này, người khôn ngoan đời này ngang hàng với bài dạy của Chúa, thì ngày này còn cao hơn nữa. Thì vậy mà con của Chúa, chúng ta phải học hỏi lời của Chúa. Tổng đến Đức Thánh Linh đang nhắc nhở và vẫn đang tiếp tục dạy dỗ chúng ta, dạy luôn cho đến khi mà vui mà từ trời trở lại. Thế nên dạy chúng ta biết nói gì, biết làm gì, ngay cả trong những lúc nặng nhọc cuộc đời chúng ta, ngay cả lúc ta đối diện với sự chết nữa. Đức Chúa Trời đã nhận lời của Đức Chúa Trời
là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đắc thắng tội lỗi, đắc thắng sự cám dỗ, thắng ngục đế của ma quỷ, thắng sạch lạc. Cho nên chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sẽ được thắng nhờ Đức Thánh Linh, nhờ Ngài nhắc lại chúng ta lời của Chúa, nhờ Ngài cảm động, nhờ chính Ngài ban ơn, ban sức. Thế rồi chúng ta kinh nghiệm được đắc thắng của Chúa của chúng ta. Để đồng phục với Đức Thánh Linh, để đồng phục với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đến để nhắc nhở, dạy dỗ, bằng ơn thì mà phải vừa muốn vừa làm đẹp thanh niên của Chúa. Thì thứ ba, Đức Thánh Linh đến để ban cho chúng ta sự bình an. Ở trong câu thứ 27, Đức Thánh Linh đến để ban cho tôi bằng gian sự bình an. Khi Chúa Giê-xu ở với các môn đồ thì Chúa là sự bình an của họ, Ngài là nguồn bình an của họ, Ngài là bảo an của các môn đồ. Thì Chúa Giê-xu sắp ra đi về cùng Cha thì Chúa phán như thế này: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta mang sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các người dân bố rối và từng sợ hãi. Trong đầu năm 17 của chương 4. Thế vậy thì sự ban cho sự bình an của Chúa khác với sự ban cho sự bình an của thế gian như thế nào? Thưa quý hội thánh, thì sự bình an của thế gian ban cho là khi mà người ta nói rằng người ta không gặp hoạn nạn, không bị rắc rối. Bình an khi mà thuận lợi ngoại về mà ta nói rằng thuận bùm xuôi gió đó. Có sự bình an do người ta tránh né, trốn chạy, không dám đương đầu với cái thực tế. Ta bình an khi có đầy đủ tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền thế. Bình an khi ta có đủ ngoại phương tiện. Ngày nay thì xin thưa với quý hội thánh, sự bình an của thế gian đến từ đâu? Đến từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh,